chào quý vị và các bạn. Do khối khí lạnh đã suy yếu và gió đã chuyển thành hướng đông, đông nam từ biển thổi vào đêm qua và sáng nay, bầu trời các tỉnh miền Bắc bị bao phủ bởi khá nhiều mây. Khu vực phía đông có mưa nhỏ và sương mù, đặc biệt là khu vực núi cao và vùng ven biển, mật độ sương mù khá dày nên ảnh hưởng đến sự lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông. Theo các con số ghi nhận về nhiệt độ cho thấy, nền nhiệt tăng lên vài ba độ vào đêm qua. Đến khoảng trưa và chiều nay, nhiệt độ tăng lên khá nhanh. Vào lúc 13 giờ trưa nay, ở phía đông Bắc Bộ phổ biến từ 22 đến 24 độ, một số nơi trên 25 độ. Riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, nền nhiệt cao hơn hẳn so với các tỉnh phía đông và ở mức từ 26 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết tốt. Thông thường trong tháng 12 thì những đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh liên tiếp ảnh hưởng đến nước ta. Nhưng từ đầu mùa đông đến nay, do không khí lạnh hoạt động yếu, vì vậy mà nền nhiệt ở mức cao hơn bình thường. Các tỉnh Bắc Bộ có nhiều ngày trời ấm áp. Tuy nhiên thì thời tiết miền Bắc lại có sự thay đổi kể từ rạng sáng ngày mai do một đợt không khí lạnh lại tràn về. Theo nhận định thì không khí lạnh lần này có cường độ mạnh nên ngoài việc gây gió đông bắc cấp 3, cấp 4 trong đất liền và gió mạnh ngoài khơi thì không khí lạnh còn gây mưa và khiến cho toàn miền Bắc nhiệt độ giảm rõ rệt, trời rét. Riêng khu phía Tây Bắc Bắc Bộ do nằm xa về phía Tây và bị che khuất bởi dãy Hoàng Liên Sơn nên ngày mai có nơi nhiệt độ vẫn ở mức từ 25 đến 27 độ. Về tình hình thời tiết trên biển, do tác động của khối khí lạnh ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trong khi đó, các tỉnh ven biển miền Trung đêm nay và sáng mai vẫn có thời tiết tốt. Vào chiều tối mai thì các tỉnh Bắc Trung Bộ trời bắt đầu chuyển mưa và rét. Theo dự báo, bắt đầu từ đêm mai, một số nơi trên khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ giảm dần. Ở xa về phía Nam nên các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết chưa có sự biến đổi lớn trong đêm nay và ngày mai. Tuy nhiên, trong vài ngày sắp tới, khi khối khí lạnh di chuyển sâu hơn về phía Nam, thì nhiệt độ như đây sẽ giảm dần và bà con sẽ có một lễ Noel trong tiết trời hơi se lạnh. Không khí lạnh còn tăng cường mạnh trong đêm ngày 22, sau đó có cường độ ổn định và suy yếu chậm. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ còn có mưa, có nơi mưa với lượng khá lớn. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ về đêm cũng có xu hướng giảm dần. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, từ trưa và chiều có mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ và cao nhất là khoảng 20 đến 23 độ, có nơi từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 12 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 17 đến 20 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây có mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ và cao nhất là khoảng 18 đến 20 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây nhiều mây, đêm không mưa, từ trưa và chiều có mưa và mưa rào, gió nhẹ, sau có hướng Tây Bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ và cao nhất là khoảng 20 cho đến 23 độ. Khu vực Trung Trung Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, đến chiều chuyển nhiều mây, có nơi mưa vừa, gió nhẹ sau có hướng Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và cao nhất là khoảng 29 đến 32 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ và cao nhất là khoảng 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và cao nhất là khoảng 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, có mưa ở vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và cao nhất là khoảng 30 đến 33 độ. Xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5 đến chiều tối tăng lên cấp 6, biển động, nhiệt độ dao động từ 26 đến 31 độ. Thưa quý vị, ngày mai do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc trời rét, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ trưa và chiều có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ban ngày trời có nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tối nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.